Nói chung là chồng mình rất yêu thương động vật, dù nó có bệnh như thế nào vẫn mang về chăm, chăm ngày, chăm đêm, chăm không cần biết vợ con là gì. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về con ếch này nhá. Theo như mình thấy, con ếch này nó có một cái màu xanh ô liu rất là đẹp. Đây này, dưới chân nó có một cam này. Sờ vào thì cảm giác nó như hai bên như quả bóng ấy, chuẩn bị vỡ ấy, sợ lắm. Con ếch này nó có hai mắt. Một mắt này. U nhờ. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Wingman TV. Thì ngày hôm nay mình lại nhận được một món quà. Đây đó chính là một con ếch gửi từ một ông anh ở cũng chơi bò sát cũng khá là lâu năm ở trong Sài Gòn. Thì nay tại sao mình lại quay ở cái khung cảnh như thế này? Thì là con ếch mình nhà có ông ấy gửi cho mình từ hôm kia, thì hôm qua ra tới nơi rồi. Nhưng mà gửi ra Hà Nội thôi, bởi vì là gửi thẳng từ có gửi từ trong Sài Gòn mà gửi ra Hà Nội thì một ngày đến nơi, còn gửi về Bắc Ninh thì không biết là có gửi được không, cho nên là mình lại bảo gửi về Bắc Ninh, anh em gửi về Hà Nội để mình lên tiện mình lên Hà Nội mình lấy về cho tiện. Thì nhưng mà gửi từ hôm qua đến giao xong từ hôm qua, nhưng mà đến hôm nay mình mới nhận được ấy, cho nên là mình phải quay luôn để mình mở hộp ra xem là con ếch nó có bị làm sao không, để mình mở hộp luôn đó. Thì đây chính là cái hộp đấy đây đó, to phết nhỉ. Lúc đầu mình bảo gửi cho vợ mình nhưng mà vợ mình cũng về quê cùng mình luôn rồi, thế là lại phải nhờ một người khác ở trên Hà Nội nhận hộ. Rồi mãi đến hôm nay mình mới chạy ra đấy để mình lấy cái hộp này được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khui hộp nhá. Đấy, ui nó kêu này. Đây là một con ếch các bạn ạ. Ếch khá là khổng lồ. Mặc dù nó không phải là to nhất thế giới nhưng mà nó cũng phải thứ nhì. Đã hiểu kiểu gì. Thế là sao, tại sao lại hộp to như này thì trong bên trong lại có một hộp như thế này. Thì mình nghĩ hộp này là do ông Hoàn Khải Tất ấy, ông chủ shop Mr. Pet ấy, ông ấy gửi tặng cho mình là ông ấy đóng hộp này. Còn hộp to này thì chắc là bên vận chuyển người ta đóng thêm hay như nào. Tại sao vậy? Nó bất cân xứng đấy các bạn. Nó để như này này. Đấy, làm sao lại để như này luôn. Dị vậy. Đó. Đây là ghi tên người nhận, số điện thoại và địa chỉ đây. Thì mình đấy, mình nhờ vợ mình bảo là gửi cho vợ mình, nhưng mà vợ mình cũng về quê cùng mình luôn rồi, thế là lại phải nhờ người khác nhận. Đây, chúng ta sẽ mở xem con này sức khỏe nó có ổn định không nhá. Vì cũng vừa đi, thực ra là đi có một ngày thì cũng không phải lo lắng lắm, nhưng mà thôi mình cứ làm clip unbox luôn cho tiện, xong rồi bao giờ về nhà thì mình sẽ cho nó chơi cùng với con ếch nữa ở nhà mình. Đó, thì mình lại quay tiếp. Đỉnh vãi, đẹp vãi. Các bạn ơi, con ếch này đây. Các bạn nhìn thấy con ếch, đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là con Bullfrog. Là con ếch, đây là African Bullfrog, có nghĩa là ếch bò ở châu Phi. Thì khi các bạn search Bullfrog trên Google ấy thì nó còn có cả American Bullfrog nữa. Nhưng mà nghe Mỹ thì nghe có vẻ kinh khủng ấy, nhưng mà mẹ con American Bullfrog trông đéo khác gì con ếch của chúng ta. Con African Bullfrog trông nó mới đẹp, nó mới dị. American Bullfrog nó chỉ là cái màu xanh lá cây thôi, nhưng mà trông là xấu lắm. Con African vẫn là đỉnh. Đó, đây. Hôm trước là mình thấy ông Hoàng Gạch Tất, ông ấy đăng bán một con ếch này. Hình như là giới tính được thì phải. Và ông ấy bảo là bị lỗi một mắt, kiểu như một mắt bé to, một mắt bé như thế nào ấy. Mà mình thì lại đang có một đống các cái con bị chột mắt, cho nên là mình cảm thấy khá là hứng thú và mình hỏi xem là chột mắt như nào. Có định hỏi mua thì ông anh bảo là em lấy thì anh tặng luôn. May quá, xin cảm ơn anh Hoàng Gạch Tất rất là nhiều. Đây là một con pet đến từ shop Mr. Pet. Mở mắt này không mở được à? Hay là cũng là vào tim chột mắt à? Mắt con này, mắt con kia cũng bị lỗi luôn hay sao ấy? Nào, từ từ mày ơi, cho xem cái này. Mắt bên này trông dị đấy. Cái mắt to to này này. Trông nó chả nhìn thấy lòng đen, lòng trắng đâu. Trông nó khác hẳn so với bình thường ấy. Còn bên này thì tịt luôn rồi. Bên này nó bé tí nó tịt luôn rồi. Lại thêm một thành viên đến với team chuột mắt của YVN TV các bạn ạ. Đó, thì con này như thế này rồi thì đây, sức khỏe cũng ổn định rồi. Và hình như là được. Mình cũng nghe thấy tiếng nó kêu. Ở nhà mình có một con to gấp 3 lần con này nữa, nhưng không biết là được hay cái. Coi như con đấy mình nghi là cái. Nếu mà là cái con này được thì khả năng đợt tới sẽ cho kết hợp sinh sản thử. Các bạn trông nó như thế này thôi, trông nó giống, có nghĩa là con ếch Bullfrog này thì trông từ lúc bé đến nhỡ nhỡ thì trông nó rất giống con ếch bình thường, ếch đồng của mình, chỉ là nó màu xanh nó tươi hơn thôi. Nhưng mà đến lúc size to thì mẹ trông nó to khủng bố luôn, nó phải to bằng hai bàn tay luôn các bạn ạ.
nhìn dị cực luôn, và cho ăn chuột, ăn gà, ăn chim các thể loại luôn. Bây giờ mình đã unbox xong rồi, thấy cũng an tâm rồi. Mắt bên này là tịt hẳn luôn vào. Úi giời, nhảy. Mắt bên này tịt hẳn luôn à. Nó kêu đấy. Thì ếch đực nó mới kêu nhiều này các bạn ạ. Nó có cái màng ở dưới cổ này, và nó phình ra giống kiểu cáp mô công ấy. Người ta đi tu luyện ấy, kiểu mày làm cho xem nào. Làm đi, kêu đi. Kêu bố một cái. Mắt bên này kể cả mở to nhưng mà nhìn nó không rõ trong mắt luôn đấy. Cứ như là bị mù thật luôn đấy. Các bạn ạ, không hiểu con này ăn uống nó có ok không. Thì sau này về Bắc Ninh mình sẽ test thử. Đây các bạn thấy bên này mắt không có, kiểu nó hít tịt lại luôn này. Không biết là nó mắt bị mắt to mắt bé hay là mắt bên này bị trột hẳn luôn. Không, khá là hay. Đấy, bên này thì mắt nó cũng nhìn cũng rõ cái mắt đấy, nhưng mà mình có cảm giác là nó cái mắt nó bị hỏng hay như nào ấy, vì nhìn nó không rõ con ngươi cho lắm. Xe này mà để chung với con ếch to ở nhà mình thì chắc là bị nuốt mẹ luôn mất. Nghe được cái bọn bullfrog này thì mồm nó bé nên nó không mồm ngoác ra như là bọn Pac-Man, cho nên là hơi lệch sai một tí mà để chung thì cũng không sao. Pac-Man mà lệch sai một tí để chung là dễ bị nuốt lắm. Rồi, cất tạm tạm vào đây. Ê, sợ, xịt đét luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình mới ở Hà Nội về đến Bắc Ninh, và bây giờ mình sẽ khui hộp con ếch. Anh khui rồi mà, đây là cái này cũng khui luôn rồi, không phải là không khui được. Ừ, thế anh khui nào đây? Không có em đúng không? Anh lên mở nhá. Thì bây giờ chồng mình đã chuẩn bị trước một cái hộp màu hồng xinh xắn cho em ý, bởi vì em ý là của mình và mình rất thích màu hồng. Tèn nhìn thấy không anh? Có em, còn anh được người ta tặng mà. Con này em nghĩ là con này của em đấy. Ngày trước chồng mình có tặng cho mình một con ếch và Pac-Man đúng không anh? Tên nó luôn là thế đúng không? Ừ, Pac-Man. Và mình rất thích con đấy, nhưng mà chưa một lần nào mình đậu vào nó, toàn chồng mình chăm sóc hết. Nó chỉ mang danh nghĩa là của mình thôi. Hiểu sao? Ừ, tính ra là cả con Ali to bây giờ với cả con chăn đất to cũng của em nốt nhỉ? Tất cả chồng mình có rất nhiều bò sát, và trong đấy hầu như là một nửa đều là của mình. Một nửa anh nhỉ? Cháu vậy nhỉ? Thì... hay là của em hết hả anh? Nếu ra gần đây là được tặng nhiều mà người ta tặng anh, người ta tặng không? Em nghĩ là người ta tặng em đấy. Tất cả là của mình hết, nhưng chồng mình chăm hộ các bạn nhá. Nè, anh ơi, con này đậm màu hơn con ngày trước anh tặng em đúng không? Nó là màu kiểu khác. Con kia nó là màu xanh kiểu khác. Tại con này là màu xanh kiểu màu ô liu. Con trước là màu xanh là cây xanh vàng ấy nhỉ? Nhỉ. Và mình rất thích nó nhưng mình không dám động vào nó. Sao ra là? Anh ơi, em sợ lắm. Để hiểu sao không? Bạn đừng nghĩ mình là vợ của một người chuyên nuôi bò sát thì mình sẽ không sợ nhá. Mình rất sợ. Sao bạn ơi? Thôi anh ơi. Không nhớ đâu. Cho luôn vào đây á. Không có ra đây, để em sờ nhá. Ừ, thì con sao đâu, mà có độc chứ gì đâu. Ồ, con này nó bị trộm một mắt này. Đúng vậy. Sao anh lại tặng em con trộm một mắt vậy anh? Anh tặng em đâu rồi? Anh Hoàn Khải Tất tặng anh mà. À thế à? Con này đang vào team quân đoàn trột. À, cũng không nói sợ lắm nhỉ, nhưng mà em sợ nó vỡ anh ạ. Quân đoàn trột thì hiện tại đang có mèo Sphinx trột này. Nhà mình có rất nhiều con trột luôn. Có cả... cái gì ấy nhỉ? Chăn một mắt này. Cả cái gì đấy nhỉ? Mèo này. Igu trột mắt. Ừ. Cả gần đây là mới thêm một con rắn trột mắt nữa. Con rắn. Và bây giờ là con ếch. Và mọi người tặng chồng mình rất là nhiều. Bạn ơi, các bạn đừng tặng chồng mình nữa nhá. Tại vì từ sáng chồng mình dậy rất là sớm. Những ngày dậy sớm nhá, còn có những ngày dậy muộn. Thì những ngày từ những ngày dậy sớm những ngày dậy sớm đấy chồng mình chỉ có chăm bò sát thôi. Và cho đến tối muộn chồng mình vẫn chăm bò sát. Và chồng mình không bao giờ thời gian dành cho mình các bạn ạ. Đúng không? Anh em ơi, còn mắt chuột nào thì tặng nốt nhá. Nhưng mà tránh với cái loài đang có sẵn ra nhá. Đấy. Em buồn lắm anh ạ. Buồn đấy. Người nó không... em cứ tưởng nó quay lại cắn em anh ạ. Cắn đéo đi. Ôi anh ơi, hai cái này là cái gì đây, tai à? Ừ. Tai của nó không mở anh. Ờ. Kỳ nhỉ, kỳ cục nhỉ. Con này không biết là ông ấy bảo là lỗi một mắt to mắt bé, nhưng mà cảm giác như là cái mắt kia nó không mở hẳn được ra, kiểu như không có luôn ấy. Nhỉ. Cái này là càng đẹp hơn là mắt to mắt bé. Ừ. Mắt to mắt bé trông bị dị tật đấy, nhưng mà cái này trông nó ngầu. Cảm ơn anh đã tặng em con ếch này nhá. Em rất thích. Nhưng chồng em nuôi cho em. Trông ngầu vậy đấy. Ừ. Chồng mình rất thích những con tật lỗ các bạn ạ. Tật lỗ nhưng khỏe được.
Thì yếu thì mình vẫn chăm lên cho nó khỏe này. Cái con này Ivo một mắt này. Ừ, có mấy con bây giờ khỏe rồi. Nói chung là chồng mình rất yêu thương động vật, dù nó có bệnh như thế nào vẫn mang về chăm, chăm ngày chăm đêm, chăm không cần biết vợ con là gì. Cái gì vậy? Nói chung là một phần cũng tự hào vì chồng mình biết yêu thương động vật, nhưng một phần nào đấy mình gọi là cái gì nhỉ? À, tủi thân, đúng rồi, mình rất tủi thân. Tủi thân cười mẹ nó hả? Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về con ếch này nhá. Theo như mình thấy, con ếch này nó có một cái màu xanh ô liu rất là đẹp. Đây này. Ô, dưới chân nó có một cam này. Sờ vào thì cảm giác nó như hai bên như quả bóng ấy, chuẩn bị vỡ ấy. Sợ lắm. Con ếch này nó có hai mắt. Một mắt à? Ui nhỉ. Anh cứ từ từ để em nói. Con ếch này nó có hai mắt nhưng mà một mắt của nó bị trột. Ơ, thế vẫn còn là một mắt à anh? Ừ, thì là một mắt. Con đấy là con một mắt, còn mình là hai mắt. Nó có, đấy, ôi dồi ôi, con này nó có bốn chân. Con này nó có bốn chân, hay là gọi là hai chân hai tay hả anh? Chân, tay, nó quay lại chỗ em, tưởng đớp em. Con này nó có bốn chân, mỗi chân của nó có bốn ngón. Ui, nó có màng đúng không? Con này ít bơi nhưng nó không có màng, nhìn chân nó thì có màng mấy đâu. Tuy nó trột nhưng mà nó rất sự xinh. Ôi, nó có mấy cái vằn vằn trên này này, anh ơi, anh quay cái vằn vằn này đi anh. Ờ, cầm giơ lên. Không cần được không? Cầm đi. Không cần được. Anh có thể đặt lên tay của em đúng không? Cầm đi. Anh đặt lên tay cho em với. Đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai. Mình... Nó vẫn bình thường mà. Nhưng mà em sợ. Em có giống anh đâu. Anh làm sao rồi? Da nó kiểu... Nhìn nhấp nhấp nhưng sờ vào không nhấp nhấp. Nó không nhấp thì là bọn ếch kia. Ừ, nhưng mà nó mát lạnh ý. Anh ạ. Đấy, nó mát lạnh, người nó có mấy cái vằn vằn và nhiều màu khác nhau. Ồ, anh, em nhìn cái chân nó, em cảm giác như kiểu em chuẩn bị ăn lẩu ếch ấy. Cũng được không, nhưng mà chờ con này mắc sai lên đến 1 cân rưỡi đến gần 2 cân, có nghĩa là rất là to. Theo mình nhận thấy người của nó khi mà nó to hết cỡ nó có thể đến to bằng hai bàn tay luôn. Thế ăn nó bị bõ. Theo mình nhận thấy thì con này nó không biết kêu. Có mà, con đực sẽ kêu. Ơ, con này con được à? Hình như là trông giống như là... Ôi, anh ơi, vỡ. Trông giống nhưng mà không biết là được hay không. Đây để em xem là còn gì miêu tả không. Ôi, cái lỗ mũi của nó rất là nhỏ. Anh ơi, em sẽ so sánh với là con... Anh ơi. Đây là con ếch mà nhà mình nuôi được 2 năm nay rồi. Con của em hả anh? Con đéo được, không nhận là con của em đấy. Đấy là của gì? Thế con của em đâu anh? Con của em hả? Con... Chắc con của em đây rồi. Không, đây là vẫn là bullfrog mà. Hai con này giống nhau đúng không? Ừ, đây là cùng loài, đây là bullfrog. Đây anh em ơi, đây là bullfrog, đây là cái con mà mình đã nuôi 2 năm rồi. Và con này thì mình đang nghi là cái không biết thế nào. Con này thì ông anh bảo là xác suất được cao, nếu mà là một đôi thì ngon luôn. Đó. Nhưng mà con này nhỏ mà, nhỏ tí hơn mà. Thì nuôi đến năm sau thì cho phân phối mà. Nó to này rồi. Mà cũng không phải là phối mà gọi là nó đái lên trứng các bạn ạ. Nhìn to sợ nhỉ, nhìn bé. Sợ gì? Con này nó còn chưa to hết cỡ. Bây giờ em nhìn con này, em nhìn theo con này em lại thấy nó đáng yêu anh ạ. Rõ ràng. Con này màu đẹp hơn nhỉ? Nhưng mà... con này màu đẹp hơn nhưng mà không biết lớn lên nó có giống con kia không? Thì... cũng không nhớ nữa. Nhưng mà con này ngày trước anh cũng nuôi từ nhỏ mà. Đấy. Ai mà nhớ được. Chả hiểu yêu thương động vật như thế nào mà không nhớ màu sắc của nó nữa. Đây các bạn, đây em nhìn thấy mắt con ếch này nó vẫn bình thường đúng không? Nó vẫn có con ngươi bình thường. Con này cũng không có con ngươi luôn, chả hiểu kiểu gì. Con này nó cứ thích ngày cần máy quay anh ạ. Đi, nó còn nhau không anh? Nên xui, sai này thì chưa chắc là cắn nhưng mà thì bình thường thì như các bạn thấy thì ếch với cóc các thứ ấy thì con đực nó sẽ bé hơn con cái và con đực nó sẽ bám lên con cái như thế này để khi mà con cái nó đẻ trứng ra con đực nó sẽ phun cái tinh trùng lên trứng để nó thụ tinh luôn, nhưng mà bọn này nó không được trịch, nó chẳng hiểu sao cuộc đời. Cuộc đời nhưng mà chẳng hiểu sao như thế này là có con luôn. Thì nó đẻ trứng ra xong rồi nó thụ tinh ngoài. Nhưng mà bình thường là như thế thì bọn ếch đực nó sẽ bé hơn ếch cái. Nhưng mà hình như là riêng loài này thì là ếch đực nó lại to hơn ếch cái phải gấp rưỡi lần. Thế ngồi lên đè bẹp à? Ai biết được. Cái kiểu gì. Ôi, tai nó buồn cười nhỉ. Chính ra là cũng chỉ to hơn có tầm gấp rưỡi à, gấp 2 thì gấp 2 thôi. Chứ không phải là cũng không bị lệch sai quá. Nhìn nó nhảy buồn cười đấy. Này, bình thường nếu mà lệch sai như thế này ấy, thì bọn ví dụ các bạn nuôi Bắc Man mà nó lệch sai như thế này thì không nên nuôi chung.
và thứ bọn này con này mình cũng không sẽ ăn không nội dung, nhưng mà con này sẽ ít tai nạn hơn là băng man, bởi vì băng man cái mồm nó rất là to, mồm nó khoác cái tận ra ngoài này cơ, cho nên nó sẽ ăn thịt nhau, nếu mà hơi lệch sai thế này một tí thì nó sẽ ăn thịt được. Còn nếu mà như bọn này thì mồm nó sẽ không đủ to để mà thành xui có thể đấy, nhưng mà nếu mà nó ít đưa, nó sẽ ít khả năng tai nạn kiểu đấy hơn là băng man. Băng man thì tốt nhất là dần dần sai nhau thì có thể để chung để cho nó trịch, mà không phải giả phải trịch đó, cho nó thụ tinh. Còn băng man mà hơi lệch sai một tí là dễ toang lắm. Em chắc chắn là các bạn nữ nhìn bên ngoài nhìn thì con này sợ lắm này. Sợ thích mà. Con này thì khi nào mà nó to lắm, mình cầm như này mà nó to hơn hẳn bàn tay mình mới sướng này. Đây là đang sai kiểu juvenile là nhỡ nhỡ. Đây là một cái bánh trung thu. Anh ơi. Tự tử. Không hiểu sao nó vừa về với chồng mình mà nó đã tự tử rồi. Đó thì giới thiệu lại các bạn, đây là con bullfrog, là loài ếch bò châu Phi. Bullfrog của châu Phi thì nó trông nó sẽ to và nó đẹp hơn là bullfrog. Bullfrog còn có cả của Mỹ nữa, nhưng mà của Mỹ trông nó xấu hơn, của Mỹ trông như ếch đồng của mình ấy. Mỗi tội là của Mỹ thì trông nó cũng xanh xanh mà chứ nó không đen như ếch đồng của mình thôi. Ở bọn này thì người nó sẽ bè bè to to và trông khá là hay và khá là to nữa. Đó. Bọn này thì nó ăn tất cả các thể loại gì vừa mồm trước mặt nó, từ thằn lằn rồi côn trùng, bọ cạp, rết các thứ, rồi sâu dế rán và chuột chết rồi cũng ăn hết các bạn ạ. Bất kỳ con gì vừa mồm, cả ếch nhái luôn. Đó, cho nên là bọn này thì khá là ăn tạp. Trông cũng hay mà, nói chung là bọn này thì trông màu mè và cái hình thể của nó sẽ không đặc biệt, không hay bằng bọn Pac-Man. Pac-Man trông nó đáng yêu hơn, trông mồm nó to hơn và mồm nó không nhọn như thế này, mồm nó cong hơn. Nó cái hoạt hình ấy. Ừ, và nó còn có cả cái sừng ở trên mắt nữa. Em để ý cái đấy luôn. Ừ, và cái hoa văn nó cũng nhiều hơn và nó cũng nhiều loại màu hơn. Bọn này thì có một cái hơn duy nhất so với Pac-Man là bọn này nó to hơn. Nó to vãi cả to luôn, nó rất là hay các bạn ạ. Ngày xưa thì ếch Pac-Man nó lên đến khoảng tầm triệu mấy một con baby thì mình cũng không sở hữu được. Và hồi đấy Pac-Man cũng chỉ tầm vài trăm thôi, hình như 400-500 gì đấy. Còn bây giờ thì Bullfrog thì cũng chỉ còn vài trăm nghìn một con baby thôi thì ai có thể sở hữu được. Anh em nào thích tìm hiểu về lưỡng cư thứ thì có thể chơi bọn này cũng rất là hay. Còn nếu mà nuôi bọn này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ việc để trong một cái hộp nhựa và để nước như này. Nếu mà không để nước thì các bạn có thể để rêu lớn và cho thêm một cái bát nước nữa cho nó cũng được. Cứ để nước không này sống á. Cứ để nước này. Đấy là cái cách đơn giản nhất. Đó thì nếu mà để như này thì ví dụ nó đi vệ sinh ra thì các bạn chỉ việc đổ nước và tráng cái hộp này đi là xong, là thay nước thôi. Nếu mà nuôi kiểu này là nuôi rất cực kỳ đơn giản. Và sau mà cho phối các thứ thì cũng nuôi kiểu này, bởi vì nó sẽ ở dưới nước và nó sẽ nở ra thì nọc nó cũng bơi ra. Mình chưa bao giờ thử nuôi đẻ ếch cả. Nhưng mà mình nghĩ nó thấy khá là hay. Chồng mình rất thích nuôi đẻ, con gì cũng thích nuôi đẻ. Con vợ nuôi còn đẻ cơ mà. Cái này anh có thể được. Đó, thì đây, mình sẽ cho đếch vào đây. Đó, rất là sung sướng như này luôn. Đây là con to của mình. Ôi, anh ơi, tương lai anh có cho một cái chuồng khác không? Có chứ, chắc là có cái chuồng đẹp chứ, còn đây là đang nuôi tạm đây thôi. Hình như là mình miêu tả còn thiếu ấy. Nhìn nè, nhìn con to này rõ, bé chẳng mở mắt gì cả. Một con to này nó có một mắt, nó có cái màng trong suốt luôn. Bình thường nhìn không thấy đâu nha, thì lúc mà nhìn dọc. Nó đòi tự tử. Đây cái các bạn ơi, nếu mà sau con đấy to một tí mình sẽ cho vào cái chuồng như thế này. Con nào con bé này ạ? Ừ. Nhưng con bé này bây giờ vẫn vừa cái chuồng mà. Mà đây bây giờ không có tiền. Chuồng này 350 một cái đấy. Đây này, niêm yết giá này, 350 này. 350 mà không có thì làm sao nuôi được con vợ? Thì con vợ lấy mẹ tiền đó ra mà có 350 mà nuôi. Đâu nữa rồi. Lấy giả bao giờ cũng lấy. Đấy, con này thì mình cũng đang nuôi như thế này. Và có thêm một mỏm đá này, nếu mà nó không thích nước mà nó có thể nhảy như này nó nằm. Và cũng rất là vừa. Sau này thì thêm một cái chuồng nữa cho con này như thế. Như thế luôn. Anh ơi, mắt nó ấy. Đây này, em nhìn cái hướng này em thấy nó trong suốt này. Nó có một cái màng trắng ấy. Thì tất nhiên là phải có rồi. Mắt mình có mà. Em đâu có nhìn thấy mắt mình có. Em đẻ không nhìn thấy của nó như dày hơn thôi. Con bé nó chẳng mở mắt gì nha. Ơ anh. Ở mắt con bé thì cái con ngươi của nó không ấy. Nó kiểu gì ấy. Đi. Căng mắt.
Cầm mắt hả? Cầm con ếch lên để quay cái mắt còn lại của nó. Nó cắn em không? Tay em vừa mồm nó. Không. Anh vừa bảo vừa mồm là nó sẽ cắn mà. Nó nhảy. Nó nhảy thôi mà. Nó nhảy thôi mà. Đây, đây là cái... Đây là cái mắt vẫn dùng được của nó. Nhưng mà cái mắt bên này nó lại nó không có con người rõ ra. Ừ, chả thấy nhỉ. Nó bị lem lem mà ấy, như kiểu là mắt này cũng bị hỏng hay sao ấy. Thế là con người mù à? Con người này của nó phải như thế này cơ mà, các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng con mắt con này nó kiểu nó lem lem ấy, chả hiểu kiểu gì. Không thấy mắt luôn. Trông dị vãi. Không hay mà. Chắc nó bị mù ấy ạ. Mù cũng được. Cảm giác bọn này có phải kiếm ăn đâu mà mình cho nó thức ăn mà. Đó. Mình đã cho hai con ếch này ăn hai con chuột cống lông xoăn, người ta gọi là rex. Ui, anh cho ăn con lông xoăn đó, anh giàu ấy. Thì hai con đấy nó không ổn để xuất chuồng nên là không ổn để bán cho mọi người, nên là thôi cho ăn luôn. Bán chuột có tâm. Tất nhiên rồi, em nghĩ tại sao mà một lứa mình một đống chuột giống mà một lứa mình xuất ra có tầm chục con. Đó thì vừa xong mình đã cho hai đấy này mỗi con ăn một con chuột rồi. Để các bạn có thể nhìn thấy cái cảnh ăn chuột live feeding là ăn cho ăn đồ sống luôn đấy. Thì bình thường thực ra là mình không hay ăn cho đồ sống kiểu đấy mà mình cho ăn đồ đông lạnh thì nó có vẻ nhân đạo hơn tí. Đó, nhưng mà hôm nay hết đồ đông lạnh rồi. Ok, thì vừa xong clip này là mình khoe mọi người là mình có thêm một con chuột mắt ở trong bộ sưu tập chuột mắt của mình. Và thế là đây là con bull frog thứ hai mà mình đang nuôi. Và như thế nào nhỉ, nếu mà làm một đôi thì năm sau mình sẽ thử cố cho đẻ xem có được không. Ok, thì bây giờ được thì anh như là có tiền đi bán nhiều lần thế à, thì sẽ tặng một số và bán một số, kiểu gì chẳng có tặng nếu mà bởi bọn này đẻ cũng nhiều ấy. Đó thì ok, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhá. Bye bye, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhá. Và anh em nào muốn theo dõi Facebook hay là Facebook của mình và vợ mình thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả cả Instagram các kiểu luôn, và chúng ta liên hệ. Nếu mà anh em nào mà cần giúp đỡ gì đấy thì thực ra là mình ít khi check tin nhắn ấy, bởi vì nó hay có tin nhắn mà kiểu mọi người không add friend thì nó sẽ vào tin nhắn chờ ấy, nhưng mà mình cũng lười check những cái đấy. Cho nên là anh em nào mà kiểu nha cần trợ giúp gấp ấy thì có thể gọi điện cho mình thì mình sẽ trả lời. Bởi vì mình cũng lười, bởi vì bây giờ mọi người hỏi, bao nhiêu người hỏi xong cứ nhắn tin. Mọi người mà nhắn tin cho mình thì hầu hết là mình cũng toàn
kiểu thu thương, kiểu voi chat ấy. Không trả lời đâu. Mọi người gọi điện thẳng cho mình thì mình trả lời cho dễ, chứ mình bấm 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 này mất thời gian, mệt mỏi lắm mà mỏi tay nữa. Đó, ok, tạm biệt nhá. Bye bye. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại.